Xin chào cả nhà mình đã đến với kênh Các May Mẹ Bóng Để có thể xem hết các mẫu mà mẹ bóng đã hướng dẫn Các chị vui lòng nhấp vào kênh Các May Mẹ Bóng Và chọn một video để tham khảo các mẫu mẹ bóng đã làm Ngoài ra, để xem được những video mới nhất của mẹ bóng Các chị vui lòng nhấn vào mục đăng ký kèm chuông Để được thông báo sớm nhất mỗi khi mẹ bóng up video mới Hôm nay thì mẹ bấm sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các chị uh, may uh, thiết kế và may ra cái áo dài cách tân dành cho mẹ. Tiếp theo cái bài của bé hôm trước mình đã làm rồi ha. Nếu chị em nào đã làm cái bài cho bé rồi thì cái bài này các chị sẽ làm rất là dễ dàng. Uh, thì cái cái form mẫu áo này nó hoàn toàn giống như cái form mẫu áo của uh, bé đó là dạng cổ tròn khuyết rộng, uh, tay hai uh, tay hai tầng ha. À, tay hai lớp thân hai lớp da kéo dọc nước phía thân sau à, hoàn toàn giống tuy nhiên là cái cách thiết kế thì nó chỉ khác một chút xíu ở chỗ là cái form cơ bản của mẹ à, sẽ khác với cái form cơ bản của bé vì mẹ sẽ có bên eo và bên ngực à, vậy thì à, bây giờ mẹ bóng sẽ nói sơ qua về cách thiết kế tại vì trong cái bài của bé mẹ bóng đã nói rất là kỹ rồi phân tích rất là kỹ rồi thì ở trong bài này mẹ bóng sẽ nói sơ qua lại cái cách thiết kế của à, cái à, À, áo dài của mẹ ha à, và nói sơ qua về cách may bây giờ thì mình sẽ đi vào phần thiết kế trước nhé. rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho các chị à, thiết kế cái mẫu áo dài cách tân này để thiết kế cái mẫu áo dài cách tân này thì các chị vui lòng chuẩn bị cho mẹ bóng cái rập cơ bản à, áo có bên eo à, bên eo và bên ngực thân sau thì có bên eo và đường sống lưng À, thì đối với cái phần bên eo bên ngực này á, để mà vẽ được á, nếu mà chị em nào mình chưa có biết cách vẽ đó thì các chị vui lòng vào những cái bài mà bóng đã hướng dẫn trước đây à, có cái hướng dẫn thiết kế bên eo bên ngực mà bóng dẫn linh ở trên màn hình đây là một cái bài cơ bản nhất đó là thiết kế một cái áo có bên eo và bên ngực thì trong bài này là chỉ có thiết kế áo thôi thì các chị sẽ kéo dài ra ha à, cái chiều dài này tùy thuộc vào cái chiều dài của cái áo dài cách tân các chị muốn À, mình muốn mặc dài tới đâu thì mình sẽ kéo dài cái sản phẩm của mình tới đó. Còn cái phần thân trên này thì nó giống nhau thôi. Mình dựa trên cái áo đó để mình làm ra được cái sản phẩm có bên eo và bên ngực ha, cái rập cơ bản nè, tay cơ bản, cổ cơ bản thôi. À, có bên eo bên ngực. À, còn thân sau á thì mình sẽ có bên eo và có đường sống lưng. Thì à, đối với cái đường sống lưng này á thì à, các chị sẽ có thể vào trong cái bài mẹ bóng dẫn lên trên màn hình đó là bài áo khoác à, vét laser thì trong cái áo khoác vest laser mẹ bóng có hướng dẫn chúng ta vẽ cái đường sống lưng thì mình sẽ vẽ đường sống lưng nếu trong trường hợp các chị muốn cho cái dáng nó ôm vào cái form lưng của mình còn nếu các chị muốn mặt rộng thoải mái thì mình có thể bỏ qua cái phần đường sống lưng này à, cũng tương tự như vậy ở phía thân trước nếu như các chị muốn mặt vừa ôm vừa phải không có ôm ôm quá thì các chị hoàn toàn có thể bỏ qua cái phần bên ngực mình có thể thiết kế bên eo thôi à, mình bỏ cái phần bên ngực đi cũng được à, nói chung là tùy mình hoặc là mình bỏ bên eo mình thiết kế bên ngực không cũng được Nói chung là tùy cái nhu cầu của mình ha Ở trong bài này thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn Cả bên eo và bên ngực luôn à, Rồi à, khi các chị có được Một cái form cơ bản như thế này rồi Thì dựa trên form cơ bản này à, Mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho các chị à, Thiết kế cái tay rắp lăng thôi à, Cái tay rắp lăng thì hôm trước Ở trong cái bài của bé đó Thì mình đã làm rất là kỹ rồi Phân tích về form tay à, Phân tích vì sao có cái bên vai à, Và cách tạo nó như thế nào thì rất là kỹ rồi À, các chị có thể à, vào lại cái bài à, hướng dẫn áo dài cách tân của bé, bé để mình à, xem ha Ở đây thì mẹ bóng sẽ làm nhanh qua à, Các chị muốn xem kỹ thì vào cái bài đó ha Còn ở đây mẹ bóng sẽ làm nhanh thôi à, Thì à, đối với cái à, tay rắp lăng của thân trước thì các chị cũng sẽ lấy từ cái phần chân nách này Lấy vào cái độ rộng ngực này nè Các chị tùy các chị muốn nha Mình cộng cử động tùy thích À, dựa trên cái form cơ form áo các chị muốn áo dài các chị muốn mặc rộng hay chật như thế nào đó thì cái form cơ bản này các chị cộng cử động phù hợp ha. Ví dụ như mặt ôm thì mình cộng khoảng 2 tùy vào chất vải nữa nha các chị. Mặc ôm thì mình cộng khoảng 2 tới 4 cm, mặc vừa thì khoảng 6 tới 8, mặt rộng thì khoảng 10 tới 12 tùy vào chất vải nữa nha. Mình còn phải xe dịch theo cái chất vải nữa. À, rồi, à, bây giờ từ cái phần ngang ngực này mình sẽ lấy vào, lấy vào đây mình có công thức nha các chị ha. À, công thức của mình sẽ là bằng vòng ngực chia 20 cộng khoảng từ 0.5 tới 1 cm. Thì mình sẽ có được một điểm ha. Công thức này ở trong cái bài áo cơ bản của bé thì mẹ bóng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Cái phần cổ này thì các chị có thể chia khoảng làm ba phần bằng nhau, mình sẽ nối cái đường thẳng này tới cái đường ba cao nhất này. Thì các chị thấy cái độ sâu nhất nó sẽ nằm ngay cái phần độ sâu của nách cơ bản này thấy không? À, rồi trên cái đường chéo này các chị sẽ chia ba mẹ bóng làm nhanh nha tại vì là trong cái bài của bé mình đã phân tích kỹ rất là kỹ cái phần này rồi ha nên là ở đây mẹ bóng chỉ làm nhanh thôi à, mình sẽ chia khoảng ra làm ba phần ha ba à, phần sau đó mình sẽ đánh công cái phần đánh công này mẹ bóng sẽ dùng cái bút màu đỏ nha để cho nó không có bị lẫn lộn với cái à, cái phong cơ bản thì mình sẽ đánh từ đây ha mình đánh lại theo cái đường này mình đánh lên tới cái phòng chia ba này và từ đây thì mình sẽ lấy thẳng lên đây thì mình sẽ có được cái nách sát lăn của cái thân. Rồi bây giờ để vẽ được cái tay thì mình sẽ làm như sau. Từ cái đường chéo này mình sẽ kéo thẳng ra. Để mà phân tích cái tay này thì mẹ bóng đã phân tích kỹ rồi nha các chị ha. Mình vô lại bài của bé nha. Rồi từ cái chân nách này mình kẻ một đường vuông góc như thế này, à, vuông góc ha. Sau đó các chị sẽ lấy cái điểm này đối xứng qua đây. Đó và mình sẽ đánh đối với cái tay thì mẹ bóng sẽ vẽ màu đen ha. Cái tay là màu đen ha, từ đây thì mình sẽ đánh đối xứng qua này bóng đánh uh, sơ sơ ha, đánh đối xứng qua đây, được không ạ à? Thì mà mình sẽ có được cái phần nách tay Rồi, bây giờ tới cái phần bắp tay, mình sẽ đo bắp tay nè Từ điểm này mình sẽ lấy ra rộng bắp tay Rộng bắp tay mình đo ở trên bắp tay của mình ha Ở đây khoảng 17 là Đây À, mình sẽ có cái phần bắp tay ở đây. Rồi phần bắp tay này mình sẽ kẻ một đường vuông góc. Bắp tay này các chị nhớ đo rồi cộng cử đồng nữa nha. Rồi kẻ một đường vuông góc ha. Rồi bây giờ từ cái đầu vai này mình sẽ đánh cong. Từ cái vai cơ bản này mình sẽ đánh cong giữa theo cái phần bắp tay mình mới vẽ này và kéo dài ra. Cái cái dài tay là tùy mình, mình sẽ đo từ góc cổ vai ha. Ở đây dài tay của mẹ bóng lấy là khoảng 40 à 44 ha. 42 42 tới 44 là tay lửng này rồi từ cái điểm dài tay này mình sẽ kẻ một đường vuông góc tiếp theo vuông góc hoa vuông góc rồi ở đây là phần cửa tay cửa tay này thì mình sẽ lấy tạm thời tại vì chút xíu nữa khi làm bên mình sẽ chỉnh lại cái cửa tay ha ở đây thì cửa tay này bóng sẽ lấy là 32 rồi và mình sẽ nối lại ở đây thì mình sẽ ra được cái Ủa, bút đen nha các chị mình sẽ nối ở đây thì mình sẽ ra được cái tay rồi đó rồi đó, vậy thì cái tay của mình là cái màu đen nha, còn cái cái thân là cái màu đỏ nha. Cái thân là cái màu đỏ nè, cái tay là cái màu đen. Và mình sẽ khoét rộng cái cổ. Cái cổ này thì khoét rộng tùy các chị muốn ha. Ở đây mẹ bóng sẽ lấy ra khoảng 3 tới 4 cm. Mình có một điểm. Ở phần sau cổ này cũng tùy mình luôn, mẹ bóng lấy khoảng 6 tới 8 cm. Mình muốn mình muốn sâu nhiều thì mình khoét nhiều, rộng nhiều thì mình khoét nhiều thôi ha. Rồi, mình sẽ khoét được cái cổ rộng như vậy và cái phần này là cái phần mình sẽ bỏ đi nha phần này mình bỏ đi rồi bây giờ tương tự như vậy cho phần thân sau à cái thân cơ bản này là cái thân mẹ bóng không trồm vai nha các chị mẹ bóng không trồm vai để làm gì để khi may xong á cái cái ly vai của mình á tại vì khi trồn vai á, thì cái vai con nó sẽ bị giật về phía trước thì khi nếu như vậy mình may cái ly vai á, thì cái ly vai của mình nó nó sẽ bị nằm về phía trước và khi mà người đối diện người ta nhìn vô người ta sẽ thấy cái ly vai của mình thì nó sẽ không đẹp mẹ bóng sẽ không trồn vai để khi mình may cái ly vai thì cái cái cái, bên vai thì cái bên vai này nó sẽ nằm hơi chịch về phía sau và khi cái người đối diện người ta đứng thì người ta sẽ nhìn cái vai mình nó không có cái đường may may ben ha à, nên là mẹ bóng sẽ không có lấy cái phần trồn uh, vai ở đây Tại vì tay đắp lăn thì cái phần chùm vai nó cũng không có quan trọng lắm ha nên mẹ bóng sẽ bỏ qua phần đó. Rồi ở đây từ cái nách này mình cũng sẽ lấy vào là vòng ngực chia 20 và các chị sẽ không cộng ha tại vì cái độ sâu của nó không có nhiều. Vòng ngực chia 20 ha mình sẽ có được một điểm. Rồi, từ cái cổ này mình cũng sẽ chia khoảng ra làm khoảng 3 phần bằng nhau nè, mình cũng sẽ nối ha. Mình cũng sẽ nối như thế này và trên cái đường này thì mình cũng sẽ chia ra làm 3 phần mình cũng sẽ chia ra làm 3 phần ở cái phần đầu tiên này các chị sẽ lấy cong lên khoảng 0.3 sau đó thì các chị sẽ đánh ra phía phía nách ha phía chân nách thì ở đây nè mình sẽ đánh hơi cong một chút xíu lên sau đó mình sẽ đánh xuống và mình sẽ đánh cong ra phía phần nách như thế này đó là cái phần nách thân nha còn cái nách tay thì mẹ bóng sẽ vẽ cái tay thì mẹ bóng sẽ vẽ màu đen thì các chị sẽ kéo dài cái đường chéo này ra nè rồi mình sẽ nối cái đường này nè chị nào mà làm theo không kịp á thì các chị vui lòng mình vào cái bài áo bé nha vuông góc ha từ đây mình sẽ lấy điểm đối xứng qua đây rồi mình sẽ đánh công phần này cũng đối xứng vào qua luôn ha chị nào mà theo không kịp thì vui lòng vào lại cái sản phẩm bé nha cái phần này trong cái vài bé mẹ bóng đã phân tích rất kỹ luôn ha rồi mình cũng sẽ lấy bắp tay <laughs> bắp tay ha rồi mình cũng sẽ dựng một đường vuông góc lên vuông góc rồi mình sẽ đánh công lại cái vai này lại theo cái phần bắp tay này ha và kéo dài xuống theo cái dài tay mình đã chọn dài tay các chị đo từ góc cổ vai ha rồi mình sẽ dựng một đường vuông góc ở đây vuông góc ha vuông góc ha rồi các chị sẽ đo cái cửa tay này bằng với cái cửa tay thân trước nè rồi mình sẽ nối lên với cái nách tay thì mình sẽ ra được sườn tay Lưu ý là các chị sẽ phải đo cái sườn tay bên này và đo cái sườn tay bên này. Hai cái sườn tay này nó phải bằng nhau, còn nếu nó lệch nhau thì các chị sẽ chỉnh lại cái độ lệch một chút xíu ha. Ở đây thì nó sẽ lệch nè. Ở đây là Đây, nó hơi lệch ha thì chỗ này mình cũng sẽ chỉnh ra một chút xíu cho nó bằng nhau. Mình 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 kiểm tra nha, để mình kiểm tra cái độ lực và mình chỉnh cho hai cái hai cái sườn tay này nó bằng nhau để khi mình ráp cho nó khớp với nhau và như vậy thì chúng ta đã có được cái phần nách ta phần tay ráp lăng thân sau bây giờ mình cũng sẽ khoét rộng bên này mình khoét bao nhiêu đó, thì bên này mình sẽ khoét bấy nhiêu rồi và mình sẽ khoét rộng cái cổ ra cổ thân sau ha mình sẽ khoét rộng ra một chút xíu nè đó mình sẽ khoét rộng ra cái phần khoét rộng này mình sẽ bỏ đi rồi như vậy là mình đã có được hai cái tay của cái thân rồi và cái thân mình cũng đã cắt theo rập lăn. Bây giờ các chị sẽ dùng cái giấy ken để mình ken cái tay ra tại vì các chị mà cắt cái tay á, các chị dùng kéo các chị cắt á thì nó sẽ mất cái thân nên là mình sẽ ken nha. Ken cái màu đen của cái tay này ra còn cái thân thì mình sẽ cắt theo màu đỏ và cắt theo cái phần ben này riêng nha. Rồi và cái phần xẻ tà thì mẹ bóng xẻ tà sẽ ngay đúng ngay tại cái vị trí eo à, nè hai cái này nó đang lệch nhau nha các chị hai cái này nó đang lệch nhau ba xăng khi mẹ bóng may cái bên này lại rồi á, thì nó sẽ hết lệch nha nó sẽ hết lệch nha mình mình may ba xăng của cái bên này thì hai cái này nó sẽ không có lệch ba xăng này nữa nha thì mình sẽ sẽ tà ngay vị trí eo thì cái chiều đường may sẽ tà này ở trong cái bài em bé mẹ bóng cũng hướng dẫn rất là kỹ trên này mình chừa nhiều ha dưới này mình chừa khoảng một xăng thôi ha đó trên này thì mình chừa khoảng một rưỡi tới hai xăng rồi bây giờ sau khi mà các chị cắt hai cái tay ra nè đó bên này là à, tay à, sau ha bên này là tay trước thì các chị sẽ đặt lên giấy và các chị sẽ à, đến hai cái đầu vai gần nhau như thế này để mình may một cái bên nhỏ nhỏ ở đây đó và dưới này thì nó sẽ tạo cái độ lớn để tạo cái độ xòe và mình sẽ đánh cong lại thôi còn chị nào muốn tay ôm thì mình sẽ à, vẽ ôm lại mình chuyển cái độ dư này qua bên sườn ha chuyển hai cái phần dư này qua bên sườn này đi và mình sẽ có được cái form tay ôm thì cái tay này trong cái bài em bé mẹ bóng cũng hướng dẫn rất là kỹ luôn rồi cái bài áo dài của bé đó, đó thì mình sẽ vào nếu mà chị em nào mình chưa rõ cái phần đặt rập này thì mình sẽ vào đó để mình coi lại giúp cho mẹ bóng. thật ra là trong cái bài này nó chỉ khác ở chỗ là nó sẽ có cái phần bên eo và à, bên ngực thôi. thì cái phần bên eo và bên ngực này nó nằm ở cái thân cơ bản rồi các chị em nào mình đã biết biết làm ở cái thân cơ bản thì mình sẽ hoàn toàn làm được. trong trường hợp các chị thấy bên eo và bên ngực khó quá À, các chị muốn bỏ qua thì mình có thể bỏ qua Thì cái form áo dài của mình lên là nó giống như cái form áo dài xưa á các chị Nó rộng mà nó suông như vậy ha à, Thì mình có thể nhấn thêm cái bên eo Bên eo thì dễ rồi đúng không ạ Mình có thể nhấn thêm cái bên eo ha Nhấn thêm cái bên eo để cho cái form nó đẹp hơn Và Mình bỏ qua cái bên ngực nếu mà trong trường hợp các chị thấy cái bên ngực mình khó làm quá ha à, Thì bây giờ mẹ bóng sẽ đi hướng dẫn cho chúng ta à, may nha May thì ở đây thì trong cái bài này á, mẹ bóng chỉ hướng dẫn những cái nào mà mẹ bóng đã chưa hướng dẫn ở trong cái phần bảo dài của em bé thôi. À, thứ nhất là mẹ bóng sẽ hướng dẫn may cái 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 mấn cái 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 mấn đội ha. À, đó, cái mấn đội. Thứ hai là mẹ bóng sẽ hướng dẫn sơ qua về cái may ben. May ben ha, may ben trên cái thân này. Còn lại các phần khác thì nó hoàn toàn dựa trên cái bài áo của em bé nên là mình sẽ dựa qua bên bài đó ha rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển qua phần may và đầu tiên là mình sẽ may cái mấn đội ha cái mấn đội thì cái thiết kế là ở trong cái bài em bé mẹ bóng cũng nói rồi cái mấn này thì mình sẽ cắt một cái hình chữ nhật nè tại vì mẹ bóng sẽ cắt hai sợi để mà quấn vào nhau á nó có hai kiểu một kiểu là mình chỉ cắt một sợi thôi rồi mình mình nhồi bông và mình đính hột đính cườm gì trên đó còn một kiểu là mình sẽ cắt hai sợi và mình quấn hai sợi nó vào nhau thì ở đây thì mẹ bóng sẽ cắt hai sợi vì mẹ bóng đang phối hai lớp hai màu nên là mẹ bóng sẽ phối hai sợi nên mỗi sợi này mẹ bóng sẽ cắt khoảng 6 xăng thôi 5 tới sáu xăng thôi ha còn chiều dài của nó thì nó sẽ là bằng vòng đầu ha vòng đầu À, và khi mà mình quấn thì nó sẽ hụt ra một chút xíu và khi mình cột dây là nó vừa ha. Đó chiều dài bằng vòng đầu và mẹ bóng sẽ cắt canh sợi dọc, à, cắt uh, mỗi mỗi màu là uh, một sợi ha, mỗi màu là một sợi, hai màu là hai sợi. À, và bây giờ thì mình chuyển qua cái phần may nha. Rồi đây là uh, sau khi mẹ bóng đi cắt vải xong ha thì ở đây mẹ bóng sử dụng chất vải là đuổi tơ. À, cái đuổi tơ thì nó rất là mềm và nó rất là mảnh ở đây thì mẹ bóng sẽ may hai lớp à, nếu mà chị em nào mình may một lớp thì mình cứ cắt một lớp thôi ha không có ảnh hưởng gì hết nha. à, may hai lớp thì nó khó hơn nó phức tạp hơn một chút xíu tại vì cái vải này nó hơi mềm nên là mẹ bóng dùng hai lớp ha thì ở đây mình sẽ có ở đây là hai cái sợi dây mẹ bóng dùng để làm cái may cái cái cuốn đầu các chị cái mấn đội đầu ha à. À, đây là sợi dây viền cổ mẹ bóng phối bằng màu rêu tại vì hai lớp mẹ bóng dùng cái màu gạch ở bên ngoài màu rêu ở bên trong à, nên là mẹ bóng sẽ dùng cái màu rêu này để à, may viền cổ nha rồi đây là cái à, thân sau đây là cái thân sau các chị mẹ bóng chỉ à, mẹ bóng chỉ thiết kế à, phần trên thôi phần dưới thì mình kéo dài ra thôi nên là tới ngay à, ngay phần mông là mẹ bóng đã cắt rồi à, không có thiết kế hết á à, khi cắt vải thì mình cắt dài ra xuống dưới để cái rập mình nó khỏi bị dài á đó cắt vải thì cắt dài ra đó. thì đây là thân sau ha cái phần đây là phần sẽ tà nè hay cái chỗ vị trí mình sẽ tà nè ha rồi đây là thân sau thân sau thì mẹ bóng sẽ có bốn lớp hai miếng màu rêu và hai miếng màu gạch nha rồi đây là tay tay mẹ bóng cũng sẽ may hai lớp mẹ bóng dùng kim ghim ghim các chị tại vì nó rất là chạy luôn hai à, lớp màu gạch ở trên và hai lớp màu rêu ở dưới À, ở đây thì mình nhớ lấy dấu của cái à, à, ly vai nha các chị ha cái bên vai ha à, cái bên vai mình nhớ lấy dấu lại để chút xíu mình may cho nó chính xác nè cái à, cái lớp à, khi mẹ bóng cắt á, cái lớp ở ngoài mẹ bóng sẽ cắt ngắn hơn cái lớp ở trong à, để khi mình may xong thì cái lớp ở trong ở dưới á, cái lớp rêu ở dưới nó sẽ lòi ra cho nó đẹp à, và đây là cái à, thân trước thân trước thì các chị nhớ lưu ý là mình sẽ lấy dấu ben nha à, lấy dấu bên lên trên à, rập À, cái cổ mình may viền nên là các chị lưu ý là cái phần cổ mình không chừa đường may phần cổ trên thân trước phần cổ trên thân sau và phần cổ trên tay mình sẽ không chừa đường may ha à, còn lại thì các cái đường còn lại mình chừa đường may như là mẹ bóng đã hướng dẫn trong bài thiết kế à, rồi đây cũng là có cái vị trí xẻ tà của thân trước nè và cái tà này thì các chị nhìn cái cái tà bên trong mẹ bóng sẽ cắt lớn hơn cái tà bên ngoài khoảng 2 tới hai rưỡi ha để khi mình may xong thì cái tà trong nó sẽ lòi ra ngoài tà trên thì nó sẽ nhỏ hơn tà dưới thì nó sẽ lòi ra và nó sẽ xinh hơn rồi bây giờ mẹ bóng sẽ đi tháo các cái rập này ra để hướng dẫn cho chúng ta cách may rồi đầu tiên thì mình sẽ đi may cái mấn đội thì ở đây mình sẽ có hai sợi mẹ bóng sẽ cắt hai sợi ha và may à, may để mình nhồi bông ở hai cái sợi này thì à, khi may thì các chị sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau à, như thế này mẹ bóng sẽ hướng dẫn ha à, mình sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau để mình may mình lộn thì khi may á mẹ bóng sẽ kẹp cái sợi dây này để mình cột cái dây này là cái dây để mà mình, mình cột cột ở phía sau đầu ha thì mẹ bóng sẽ kẹp như thế này luôn vừa tiện là sẽ có sợi dây mà vừa mình sẽ lộn được cái cái dây này rất là nhanh đây mình kẹp như thế này ha hai mặt phải úp vào nhau rồi à, và mình sẽ may ngang qua đây rồi mình may dọc xuống nha mình may dọc xuống dọc tới hết cái sợi dây này luôn khi may xong thì nó sẽ ra được như thế này các chị đây mẹ bóng đã may ra rồi đây Đó. thì trong này nó sẽ có sợi dây này nó dọc cái dây này mẹ bóng để dài luôn và bây giờ thì mình sẽ lộn nó ra cái dây này là lây dây chung nha các chị để mình cột cho nó, nó nhẹ cái đầu ha Cái dây đen này là cái dây thun Rồi bây giờ mình sẽ lộn thì mình sẽ rút cái dây đen này ra thì tự nhiên cái này nó sẽ à, lộn ra ha Và sau đó mình sẽ cắt bớt cái sợi dây chung màu đen này đi đủ để mình cột cái phần đầu mình thôi Đó còn nếu các chị muốn dùng dây vải cũng được ha Thì mình có thể là may lộn một cái sợi dây vải đó mình cầm mình rút ra thì nó sẽ có cái phần như thế này rồi các chị ha rồi và bây giờ mình sẽ cắt bớt cái đầu này đi à, đủ để cho mình à, cột thôi đó mình cắt đi và mình tiếp tục may cái sợi tiếp theo thì như vậy mẹ bóng đã may được hai sợi như thế này à, bây giờ thì mẹ bóng sẽ đi à, nhồi bông vào đây à, mình sẽ nhồi bông vào đây ha cái phần bông này thì mình mua bông ở ngoài á là bán theo ký một ký sáu bảy chục ngàn gì đó ha để mình làm gối làm đồ đó ha thì bây giờ mình sẽ nhồi vô bây giờ mẹ bóng sẽ đi nhồi cái bông vào đây ha sau khi nhồi xong thì mình sẽ may chặn đầu à, kèm à, cột à, kèm thêm sợi dây thôi cũng được hoặc là mình để một sợi đầu này một sợi đầu kia như thế này nè các chị mình khỏi phải làm dây nữa ha đây hai sợi hai đầu như thế này thôi rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ đi nhồi bông trước cái đã nha rồi cuối cùng thì mẹ bóng cũng đã nhồi bông gòn xong ha các chị ha cái khâu này lúc lúc đầu mẹ bóng cứ tưởng là làm từ mùa mưa năm này tới mùa mưa năm sau vẫn chưa xong chứ tại vì cái sợi dây này của mẹ bóng này mẹ bóng may hai sợi nên thành ra là mỗi sợi nó khi mà mình lộn xong thì nó rất là nhỏ và để nhồi bông gòn vô thì rất là khó À, trong cái khó thì nó ló cái khôn thế là nhớ ra là nhà có cái um, cái cái mà người ta đông rượu các chị à, không biết gọi là cái gì ha cái cái mà đông rượu cái um, tại vì cái cái đầu cái đầu vô của nó rất là nhỏ nên là mình luồn cái đó vô cái mình lấy cái cây mình thọt cái bông gòn vô thì nó rất là nhanh à, lúc đầu sợ là lâu nhưng mà cuối cùng là nghĩ ra cái đó thì làm rất là nhanh thì chị em mình có thể áp dụng ở nhà ha à, mình có thể lấy một cái gì đó mình uh, giống như cái đồ đông rượu đó mình thọc vô cái lỗ sau đó mình nhét bông gòn vô đó thì nó cứng thì nó dễ vô hơn à, sau khi mình mình nhét bông gòn xong rồi đó hai sợi xong rồi đó ha thì mỗi sợi nó sẽ có một đầu là sợi dây nè thì mình sẽ lấy cái đầu mà không có sợi dây á mình sẽ chập với cái đầu có sợi dây ví dụ như à, cái đầu này của mẹ bóng là cái màu cam này nó có sợi dây còn cái cái màu xanh này á, là cái cái mà, mà mình luồn cái bông gòn vô thì mình sẽ chập với nhau À bên đây á, thì cái màu xanh lại có sợi dây còn cái màu cam thì không có thì mình lại chập với nhau thì thành ra hai đầu nó sẽ có hai sợi dây ha và mình khi mình chập xong một đầu rồi đó thì mình sẽ tiến hành mình quấn mình quấn thì mình sẽ quấn chặt nha các chị, mình quấn chặt thật là nhiều vòng. À, mình 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 may một đầu thôi, sau đó mình quấn ha. Mình quấn xong rồi mình sẽ may chốt cái đầu còn lại thì nó sẽ ra được như thế này và các chị có thể trang trí thêm hoa gì đó là tùy mình ha. Thì mình sẽ ra được cái quấn như thế này, còn nếu như chị em nào mình thích một lớp thì mình có thể làm một lớp nha. À, một 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 sợi đó thì mình có thể làm một sợi ha. Thì như vậy là mình đã xong được cái phần đội đầu rồi ha. Cái phần quấn này mình quấn chặt một chút xíu thì khi mà mình may cái đầu còn lại thì nó sẽ bung ra nó dàn ra thì nó vừa như thế này. Nó không quá lỏng mà cũng không quá nhiều, không quá nhiều vòng mà cũng không quá ít vòng ha. Và khi mình đội thì mình sẽ đội lên trên đầu và mình cột cái này. À, lúc đầu mình thiết kế nó bằng vòng đầu thì sau khi mình quấn xong thì thông thường nó sẽ nhỏ hơn vòng đầu. Thì cái sợi dây này của mẹ bóng là sợi dây thun nè thì nó sẽ có độ co giãn ha thì nó sẽ giãn ra là vừa. Còn nếu mà mình làm lớn hơn vòng đầu thì nhiều khi nó rộng quá Mình cột lên nó không có ôm vào cái đầu của mình Thì như vậy là mình đã xong được cái phần mấn đội đầu rồi à, Bây giờ thì mẹ bóng sẽ chuyển qua hướng dẫn cho các chị cái may ben nữa là xong ha Sau khi mà mẹ bóng đã tháo giấy ra ha Thì mẹ bóng sẽ đặt hai lớp chồng lên nhau ở mỗi cái chi tiết ví dụ như tay này là hai lớp thì mẹ bóng sẽ đặt hai lớp chồng lên nè cái lớp xanh ở dưới cái lớp màu cam màu gạch ở trên ha rồi hai cái tay mình chồng lên y như vậy luôn và mẹ bóng dùng kim ghim để mẹ bóng ghim xung quanh cho nó cố định nha à, kể cả cái thân cũng vậy cái thân thì thân sau mẹ bóng cũng đặt hai lớp chồng lên nhau và ghim kim ghim nè thân trước cũng hai lớp chồng lên nhau và ghim kim ghim, ghim thì lúc này mình coi như mặc định như hai lớp này là một lớp nha các chị và cái cách may của mình thì nó cũng tương tự như của cái áo dài em bé à, tuy nhiên ở cái áo dài này á của người lớn này á, thì ngoài cái bên vai à, mình sẽ phải may trước và mình sẽ phải may luôn cái bên dọc của thân trước và thân sau và cái bên à, ngực của thân trước và thân sau và mình chỉ khác cái áo dài em bé là mình có thêm cái phần bên eo và bên ngực thì uh, hai lớp á, nếu mà một lớp thì các chị cứ gấp lại các chị may thôi còn cái hai lớp á, thì các chị lượt uh, hai lớp lên như nhau như thế này rồi thì mẹ bóng sẽ uh, may hai cái lớp này một lần luôn có nghĩa là mình mặc định như hai lớp này là một lớp và mình gấp lên mình may một lần luôn nha các chị ha đó mình gấp lên mình may một lần hai lớp này luôn thì uh, uh, bây giờ mẹ bóng sẽ đi may bên ngực uh, bên eo của thân trước nè rồi bên eo của thân sau này À, bên eo của thân sau này ha hai cái thân sau bên eo à, và may cái bên vai à, may cái bên vai đó thì sau khi may xong những cái bên này thì các chị sẽ may tiếp tục các cái bước còn lại giống như cái áo dài em bé tại vì nó không khác gì hết nó chỉ khác cái bên thôi À, nên là bây giờ nếu như chị em nào mình muốn may ở đây là mẹ bóng chỉ hướng dẫn tới đây mẹ bóng may cái ben sau đó là mẹ bóng sẽ may giống cái ben à, giống giống cái áo dài em bé thì uh, mẹ bóng sẽ kết thúc video ở đây à, chị em nào mình muốn coi cái cách may tiếp tục của cái áo dài này thì mình vui lòng vào cái link mẹ bóng dẫn ở trên màn hình đây là cái link hướng dẫn may áo dài cách tân của em bé thì mình coi cái quy cách may tiếp theo quy trình may tiếp theo của cái áo dài này như thế nào nha mẹ bóng không lặp lại nữa tại vì nó giống y chang nhau rồi ha Vậy thì bây giờ à, mẹ bóng sẽ đi may ben và may nốt các phần còn lại à, của cái áo dài này sau khi mà các chị may ben xong ha ở bên vai thì các chị sẽ ủi về phía thân sau nè tương tự như cái mẫu áo dài của em bé ha rồi còn bên eo bên ngực ở thân trước thì à, cái bên eo mình sẽ ủi về phía sườn bên ngực thì mình sẽ ủi xuống ha thì mình sẽ có được cái phần bên eo bên ngực của thân trước như thế này ở hai bên mình đã may và hai lớp dính vào nhau rồi nha các chị Lúc này mình đã may hai lớp nó dính vào nhau luôn rồi nè. Là cứ coi như nó là một lớp bình thường thôi ha. Rồi thân sau mình cũng đã may ben và mình cũng sẽ ủi về phía sườn ha các chị. Rồi, và hai lớp nó cũng đã dính vào nhau. Rồi như vậy thì à, chúng ta đã xong bước may ben thì các bước tiếp theo gồm có à, may tà nè, may 48 cái tà này ha. À, sau khi may tà xong nè, rồi may lai tay nè. Rồi chúng ta sẽ may sườn áo nè rồi ráp tay vào, may sườn áo sườn thân sườn sườn thân và sườn tay nè. Sau đó ráp tay vào thân nè, rồi may viền cổ, may dây kéo, vân vân tất cả các bước đó đều giống cái mẫu áo dài cách tân của em bé. À, tới đây là mình đã làm y chang như vậy rồi ha. Tới đây trở về sau thì mình đã làm y chang như cái áo dài của em bé rồi. À, nên là mình ở đây mẹ bấm sẽ không lặp lại nữa, không có quay lại nữa. À, các chị vui lòng coi lại ha. À, như vậy là cái mẫu của chúng ta cũng đã à, mẫu áo dài của người lớn của chúng ta tới đây cũng đã xong rồi à, chúc các chị sẽ thành công ha hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo